Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin 9 sai lầm khi đặt bài toán về xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Nếu Quốc hội nhiệm kỳ này lựa chọn phương án 58,7 tỷ đô la để xây dựng bằng 1.545 km đường sắt cao tốc với tốc độ 320 km/h, chỉ đợi chở khách mà không chở được hàng hóa, kéo dài thời gian xây dựng đến tận năm 2050, thì chắc chắn sẽ có một Quốc hội mới thay đổi. Đó là nhận định của tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu mang tựa đề 9 sai lầm về xây dựng đường sắt Bắc Nam được chia sẻ như sau. Địa hình Việt Nam bố trí kéo dài Bắc Nam cho phép xây dựng một tuyến đường sắt ngắn nhất, xuyên táo hầu hết các tỉnh thành của cả nước. Đây là một thuận lợi lớn về việc xây dựng hệ thống giao thông liên tỉnh thành mà các nước có hình cách tâm tương đối đồng đều không thể so sánh được. Với địa lý tự nhiên phân bố như vậy, Việt Nam đáng lẽ ra phải có một hệ thống giao thông đường sắt hiện đại từ rất lâu. Đây là hình ảnh báo chí Việt Nam vào hồi tháng 4 năm 2021 cho biết rằng đường sắt Việt Nam đứng trước nguy cơ phá sản vì rất nhiều khó khăn cộng hợp lý với dịch vụ kém cùng với đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng buồn thay, vào năm 2021, đường sắt Việt Nam vẫn phải xin nhập 37 toa tàu bỏ đi của Nhật Bản sản xuất cách đây tới 40 năm. Mặc dù những nhà lãnh đạo đường sắt ảo tưởng của Việt Nam tuyên bố từ năm 1990 rằng vào năm 2010 thì đường sắt Việt Nam sẽ đổi kịp đường sắt Nhật Bản. Nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang có nguy cơ bị mê hoặc của một mê cung mới. Bộ Giao thông Vận tải với công bố quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng phê duyệt vào ngày 19 tháng 10 năm 2021. Trong đó, từ nay đến năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng mới tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam tốc độ 320 km/h, ưu tiên triển khai đầu tư giai đoạn Hà Nội, Vinh, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, đây là cơ sở quan trọng để Bộ Giao thông Vận tải tham mưu cho Chính phủ xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam hiện đại để cạnh tranh với hàng không. Với giá vé tàu cao tốc chạy với tốc độ 320 km/h được tính toán và giữ ở mức bằng khoảng 75% giá vé bình quân máy bay, thì người dân có thể lựa chọn tàu cao tốc tốc độ cao. Xét thêm về tính thuận tiện đi lại và tính đúng giờ của đường sắt tốc độ cao sẽ càng hấp dẫn với hành khách. Theo tính toán của nhà tư vấn, tàu khai thác tốc độ 320 km/h đi từ Hà Nội đến Vinh mất 1 giờ, trong khi thời gian chờ đợi và di chuyển bên đường hàng không, bao gồm cả tiếp cận, kiểm tra an ninh, sẽ mất khoảng 3 giờ trên chặng Hà Nội, Nha Trang là 4,2 giờ, tương đương thời gian đi máy bay khoảng 4,5 giờ. Chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là 5,5 tiếng, dài hơn máy bay chỉ 1 giờ, nên tính cạnh tranh với đường sắt không khá cao. Đặt bài toán sai thì không thể có lời giải đúng. Sau đây là 9 sai lầm trong việc đặt bài toán về đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là hình ảnh, mặc dù chạy miễn phí nhưng đường sắt Cát Linh Hà Đông rất vắng khách, chỉ đạt 16% số lượng người sử dụng, theo báo cáo của công ty đường sắt Hà Nội Metro vào hôm 17 tháng 11. Lấy hàng không làm đối thủ cạnh tranh, các phương tiện giao thông tồn tại cùng nhau, bổ sung cho nhau, có cạnh tranh lẫn nhau nhưng không loại bỏ nhau. Mỗi loại phương tiện giao thông tồn tại theo nhu cầu khách quan mà không lấy bất cứ đối tượng nào là mục tiêu loại bỏ theo tính chất một mất một còn. Bộ Giao thông Vận tải lấy hàng không là mục tiêu cạnh tranh để xây dựng đường sắt Bắc Nam là phi biện chứng, là đặt bài toán sai. Các phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ, đường không, đường thủy đều là con của Bộ Giao thông Vận tải cả. Nay lấy đường không là mục tiêu cạnh tranh của đường sắt thì ví như lấy miếng ăn của con này đưa cho con khác, thì đó là một sách lược không công bằng và không khôn ngoan. Các phương tiện phải đấu tranh để tồn tại một cách độc lập và khách quan, chứ không phụ thuộc vào sự ưu ái của Bộ Giao thông Vận tải. Vì cách đặt vấn đề của Bộ Giao thông Vận tải sai cho nên kéo theo một loạt các điều khác cũng sai. Lấy giá vé hàng không để làm cơ sở tính giá vé đường sắt. Giá vé đường sắt phụ thuộc vào 3 nhân tố chính: chi phí xây dựng, chi phí vận hành và sức mua của dân. Nghĩa là phải dựa trên thu nhập của người dân, chi phí xây dựng và chi phí vận hành để xác định giá vé cho đường sắt, chứ không phải là 75% giá vé của hàng không. Đây là hình ảnh, mặc dù được Quốc hội Việt Nam cấp thêm vốn tới 12.000 tỷ đồng, nhưng Vietnam Airlines vẫn trên bờ vực phá sản.
lấy tuyến đường Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh là mục tiêu chủ chốt là sai lầm nghiêm trọng. Trong tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, đều lấy thời gian vận chuyển hành khách từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh là mục tiêu tính toán cơ bản để so sánh giữa đường sắt với hàng không, cũng như lấy khoảng cách ngắn để so sánh. Đây là một sự so sánh thừa. Hàng không không thể cạnh tranh với đường sắt, đường bộ ở khoảng cách ngắn, cũng như cung đường dưới 500 km, thì hàng không không phải là đối thủ của đường sắt về hành khách, chứ chưa nói đến hàng hóa. Đường sắt, đường bộ sinh ra là để bù đắp vào khoảng cách ngắn mà hàng không khiếm khuyết. Hàng không ra đời để bù đắp sự khiếm khuyết đường dài của đường sắt và đường bộ. Điểm sai lầm thứ hai ở đây chính là cách tính số lượng tuyến đường. Tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có 23 ga. Với 23 ga thì có tổng cộng đến 253 tuyến đường giữa các ga vận chuyển khách và hàng hóa giữa các tỉnh, tức là 253 tuyến đường mới là vai trò trụ cột không thay thế được của đường sắt. Như vậy, vận chuyển giữa các tỉnh mới là khối lượng áp đảo tuyệt đối để đường sắt tồn tại, chứ không phải chỉ mỗi tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh đoàn tàu đi qua khu vực biển miền Trung, bỏ đa số lớn để chỉ phục vụ cho một số thiểu số nhỏ. Giá vé đường sắt cao tốc sẽ rất đắt, chỉ khoảng 30% dân số có thu nhập cao đủ khả năng đi đường sắt cao tốc, trong khi 70% dân số còn lại sẽ không có đủ tài chính để đi đường sắt cao tốc. Nếu xây đường sắt cao tốc khoảng 200 km/h thì giá vé giảm hơn một nửa. Lúc đó thì tuyệt đại đa số người dân có thể có khả năng đi tàu cùng với vận chuyển hàng hóa. Bỏ số đông lớn, lấy số nhỏ để làm mục tiêu phục vụ của đường sắt là cách đặt vấn đề rất sai. Tiếp theo, chỉ phục vụ chở khách, không chở hàng. Nay lại chỉ xây dựng đường sắt cao tốc tới 320 km/h, thời gian đầu chỉ là 250 km/h, đắt đỏ, tốn tới 58,7 tỷ đô la, chỉ chở được khách mà không chở được hàng là vô cùng lãng phí. Mất tiền nhiều mà hiệu quả lại thấp, xây đã mất số tiền khổng lồ 58,7 tỷ đô la, lại phải bỏ ra nhiều tỷ đô la nữa để cải tạo tuyến đường sắt hiện tại cho chở hàng hóa, trong khi phải đi vay là điều vô cùng phi lý. Vừa đắt đỏ, vừa gây thêm gánh nợ nần, vận chuyển hàng hóa giữ vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế. Không vận chuyển hàng hóa tốt thì kinh tế không thể phát triển tốt. Xây dựng tuyến đường sắt cao tốc độ khoảng 200 km/h chở khách và 120 km/h chở hàng, mất hết 20 tỷ đô la như đa số các nước tiên tiến ở Âu và Mỹ đang làm mới là giải pháp đúng. Xác định sai về huyệt đạo thúc đẩy phát triển kinh tế. Muốn nâng cao nhanh GDP đầu người thì phải nhắm vào số đông. 70% lao động ở nông thôn, hơn 2/3% dân số nông nghiệp mới là huyệt đạo chính làm nên thay đổi lớn cho sản phẩm của GDP đầu người, thay đổi cơ cấu kinh tế. Cho nên đường sắt phải nhắm vào lực lượng đa số nông nghiệp để vận tải hành khách và vận tải hàng hóa. Đây là hình ảnh tàu điện ngầm ở Nhật Bản luôn chật cứng người đến nỗi xuất hiện một nghề nghiệp kỳ lạ gọi là thợ đẩy, là cụm từ được dùng để chỉ những nhân viên đường sắt làm nhiệm vụ đẩy dồn hành khách lên tàu vào giờ cao điểm tại Nhật Bản. Tiếp theo là kéo dài thời gian xây dựng tận đến năm 2050. Muốn phát triển kinh tế nhanh thì giao thông vận tải phải đi trước, trong khi tuyến đường chở khách vận tốc 200 km/h, chở hàng 120 km/h xây dựng trong 10 năm, đến năm 2031 có thể đưa vào khai thác toàn bộ, thì tuyến đường 320 km/h chỉ chở khách phải kéo dài tới 30 năm, tới tận năm 2050 mới đưa vào khai thác toàn bộ. 20 năm khai thác sớm hơn sẽ mang lại những hiệu quả kinh tế vô cùng to lớn. Đây là một sai lầm trầm trọng về hiệu quả của đầu tư. Và tiếp theo, vay tiền nhiều quá sức dẫn đến khả năng vỡ nợ. Vay tiền là tăng nợ, khoản tiền vay là 58,7 tỷ đô la so với vay 20 tỷ đô la là một sự cách biệt rất lớn. Việt Nam đang chồng chất nợ, vay quá sức là thảm họa, vay nợ quá sức sẽ dẫn đến vỡ nợ. Nghèo mà lại chơi sang, Việt Nam đang rất nghèo, lại đi vay số tiền rất lớn để sắm đồ xa xỉ, đó là nghèo mà chơi sang. Nghèo mà chơi sang hậu quả thế nào ai cũng biết. Các nước Âu Mỹ văn minh hiện đại đi trước Việt Nam hàng trăm năm, mà phần áp đảo của đường sắt vẫn là tàu chở khách khoảng 200 km/h và tàu chở hàng 120 km/h. Việt Nam làm sao lại ảo tưởng vượt được Âu và Mỹ? Không phải Trung Quốc xây dựng được hàng chục ngàn km đường sắt cao tốc trong một thời gian ngắn mà Việt Nam có thể học theo. Trung Quốc rất khác Việt Nam về tiềm lực, về năng lực cá nhân, về cách hành động. Thực tiễn cho thấy Việt Nam đã thất bại rất nhiều.
khi học theo Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021 với bản tin 9 sai lầm khi đặt bài toán về xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Các bạn có thể bấm nút ủng hộ tờ Thời báo chấm D ở phía dưới để chúng tôi có điều kiện sản xuất những chương trình tốt hơn. Từ Berlin, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin sách Ông Trọng viết có thể truyền cảm hứng, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội hay không. Cuốn sách Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân. Đây là nhận định đăng vào hôm 17 tháng 7 trên báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tờ báo này, cuốn sách của ông Trọng đã có phần làm sâu sắc thêm những quan điểm, tư tưởng của Tổng Bí thư, truyền cảm hứng, vững tin vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Dũng, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ lâu năm cho rằng, việc ca ngợi sách của lãnh đạo là lề lối tuyên truyền xưa nay mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay áp dụng. Ông nói, đối với các trí thức thì ngày nay tôi tin là không có một trí thức nào bỏ tiền ra mua sách đó cả. Đó chỉ là báo tốt nhất cho mấy những lời tuyên truyền kiểu đó có hiệu quả hay không mà thôi. Đây là hình ảnh sách về ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra mắt vào hôm 20 tháng 6 năm 2019. Và người ta có cần hay không, câu hỏi được đặt ra, có nhu cầu tìm hiểu hay không. Nhưng mà ở một bộ phận người dân nào đó, ở sâu xa chẳng hạn, thì cái đó có thể vẫn còn tác dụng. Nhưng người làm chính trị không phải làm trong thời gian ngắn hạn. Nếu người ta muốn thật sự đi vào lòng dân tộc, thì người ta phải nhìn xa hơn rất nhiều. Cho nên, nhìn theo hướng đó có thể nói, những loại sách như vậy vừa không hợp thời, vừa không tốt gì cho dân trí cả. Nó chỉ phục vụ thuần túy cho chính trị ngắn hạn mà thôi. Cũng theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, tất cả những tuyên truyền muốn vào lòng dân thì đầu tiên phải là thật. Người ta thấy làm thật có tác dụng thật. Còn hiện nay nếu nhìn theo khía cạnh đó thì có quá nhiều hạn chế, ngay cả người trong đảng cũng đã cho rằng nó một đằng là một nẻo. Chuyện đó là rất bình thường. Còn theo ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, khi trả lời đài FA từ Hà Nội hôm 18 tháng 11 thì cho rằng niềm tin vào chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ lâu đã không còn. Ông nói, thật ra bây giờ có niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thì nó không còn nữa. Vì đa số nhân loại trong đó có giới trí thức đã khẳng định tư tưởng của Marx chứ không phải của chủ nghĩa Marx. Mà ông Marx cũng khẳng định tôi không có chủ nghĩa, cho nên ông Trọng nói chủ nghĩa là vớ vẩn. Nói sai, không ai tin được. Đây là hình ảnh mộ các Marx ở Anh nhiều lần bị quét sơn đỏ và bị đập bằng búa bởi người dân. Tượng Lenin cũng bị người dân kéo sập ở Nga và rất nhiều quốc gia ở Đông Âu sạch bóng những tượng này. Thứ hai, lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản hay tư tưởng Marx về chủ nghĩa cộng sản đã thay đổi nhiều lần. Và những luận điểm lớn nhất của Marx là vị trí giai cấp công nhân, người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Nhưng đây là nhóm người thấp kém trong xã hội thì làm sao có thể thay đổi thế giới cho được, ông nói. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, đó là luận điểm của ông Marx nhầm lẫn. Ông Mai đưa ra dẫn chứng như sau. Vì ông Marx nói nhầm như thế vào cuối đời khoảng 30 năm sau khi ông viết Tuyên ngôn Cộng sản thì ông đã nói rằng một khi giai cấp vô sản cướp được chính quyền thì họ sẽ thúc đẩy một chế độ ủy trị để cho một nhóm nhỏ thay mặt họ cai trị họ và ngay lập tức họ rơi vào sự lừa dối, lừa bịp và lệ thuộc. Sau một hồi hưng phấn cách mạng trong kiểu nhà nước mới, tức kiểu Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô, thì họ tỉnh dậy thấy mình là lô lệ, là con rối, con mồi hay nạn nhân của những tham vọng mới. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng luận điểm của Marx về giai cấp công nhân cho đến nay là chính xác. Theo ông Mai, không một chế độ cộng sản nào trên thế giới đã có một chính sách thành công đối với giai cấp công nhân. Ông Mai nói tiếp như sau. Hiện giai cấp công nhân ở các nước cộng sản là giai cấp bần cùng nhất, tội tình nhất, khổ sở nhất. Đó là thực tế và Việt Nam đã đi theo con đường tội ác này
thì làm sao có niềm tin? Báo Nhân Dân là nịnh nọt, không đáng tin, cho nên nói niềm tin vào chủ nghĩa xã hội như vậy là nhảm nhí và tội lỗi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bài viết sách báo ca ngợi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí nhà nước đăng tải và xuất bản. Đây là hình ảnh từ vài chục năm qua trên các sạp báo bảng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hầu như không thể tìm được một tờ báo Nhân Dân. Lý do là không có người dân nào muốn đọc và muốn bỏ tiền ra mua tờ báo có tên là Nhân Dân nhưng lại là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đầu tiên, khi ông Trọng kiêm luôn chức chủ tịch nước, là sách có nhan đề Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, do báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Sự thật xuất bản. Sau đó là nhiều bài báo đồng loạt đăng bài ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Đơn cử là bài đăng cho rằng suy nghĩ của ông Tổng Bí thư là suy nghĩ của toàn Đảng, toàn dân. Khi cho rằng sau hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức tại trụ sở Trung ương Đảng thì toàn dân đồng lòng với ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vân vân. Trong khi cũng không hề có cuộc khảo sát hay thống kê nào cho thấy những điều ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra cùng với lối suy nghĩ của người dân và ngay cả đảng viên Đảng Cộng sản có hay không như vậy. Nhà văn Phạm Đình Trọng khi trả lời Đài Á Châu Tự Do thì cho rằng họ vẫn giữ tư duy theo lối cũ, rõ ràng đây là một cái tư duy có từ những năm 60 của thế kỷ trước, mà họ vẫn làm, không có gì thay đổi. Bây giờ là thời đại của Internet, công nghệ thông tin thì làm sao nó phù hợp cho được, trong hiện nay thông tin luôn mới trong một thế giới đầy biến động. Bây giờ vẫn cứ nhìn nhận theo một cách áp đặt như thế thì không thể được. Không chỉ viết sách viết báo để tuyên truyền ca ngợi lãnh đạo Cộng sản, đôi khi chỉ một câu nói được cho là nịnh bợ của cấp dưới cũng được ban tuyên giáo chỉ đạo báo chí đăng hàng loạt để tuyên truyền. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đang ngồi tù và nhận hối lộ. Ông Tuấn chính là tác giả của cuốn sách Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong công tác cán bộ. Đây cũng là một minh chứng cho thấy sách viết về người đứng đầu nhà nước Việt Nam hiện nay sẽ chỉ mang tính tuyên truyền ca ngợi Đảng Cộng sản và ca ngợi lãnh tụ, chứ không phản ánh đúng với ý của nhân dân. Cách tuyên truyền của Đảng Cộng sản hiện nay là buộc người dân phải chấp nhận cái mà người ta đã chọn sẵn cho dân. Tuy nhiên, theo nhà văn Phạm Đình Trọng, người dân bây giờ đã thức tỉnh, mỗi người đều có quan niệm, chính kiến riêng và người dân tự chọn thông tin cho họ, chứ không thể tiếp tục áp đặt được. Ông nói, xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đó là lời thú nhận đầy trăn trở của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một phiên họp tổ tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 vào hồi tháng 10 năm 2013. Câu nói đó đã phơi bày một sự thật là các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chẳng có lấy một kế hoạch nào cho đất nước này cả. Thay vì thế, người ta hy vọng là đến một lúc nào đó, rốt cuộc, Việt Nam cũng có thể đạt được mục tiêu mà họ mong muốn. Còn luật sư Vũ Đức Khanh thì bình luận về câu nói thẳng thắn của Nguyễn Phú Trọng rằng cuối thế kỷ này vẫn chưa có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là hình ảnh một số đầu sách khác của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hồi đó cũng đã có nhiều phát biểu đầy hứng khởi như nhìn tổng quát đất nước ta có bao giờ được như thế này không? Rồi, hiếm khi có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như đảng ta. Hoặc là mây đen bao phủ trên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã cao hứng trổ tài văn chương rằng đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được và với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày hôm nay. Rồi, hiếm khi có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân đã dành một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói thêm, bạn bè quốc tế khâm phục, ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam, vân vân và vân vân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021 với bản tin sách ông Trọng viết có thể truyền cảm hứng, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de